Hôm nay mình nhận cái con Asus S56C nha các bạn. Core i5 thế hệ 3. Hiện trạng máy này là kích sáng đèn nhưng mà không ăn dòng. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn và cho các bạn coi dòng nha. Đây. Các bạn để ý đồng hồ dòng nha. Rồi ăn dòng ha. Kích sáng đèn. Ăn dòng rất là thấp nha các bạn, từ 0.01 lên có 0.02. Đó, ăn dòng rất là thấp. Rồi, nè các bạn để ý lại nha. Đây. Ăn dòng 0.01 lên 0.02 nha các bạn. Rồi, bây giờ mình tiến hành mở máy và kiểm tra sửa chữa. Thank you.
Rồi, sau khi mình hấp con chip nam xong, bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh nha các bạn. Vệ sinh và mình cắm vô thử coi xem có tiến triển gì hay không. Tại vì cái men này cũng là cái men mà nó bị vô nước, cho nên là cũng hơi bị căng căng.
Rồi bây giờ mình cắm điện thử nha các bạn. Rồi ok, máy đã có dòng boost nha các bạn. Ok các bạn, máy đã có dòng boost. À, các bạn vừa thấy cái có máy có dòng boost nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi lại. Ok, như vậy là ở cái dòng này là nó bị hở chip nam nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái bo kích cho các bạn dễ quan sát nha. À, sau khi mình kích lại thì mình sẽ gắn màn hình vào để xem máy có xuất hình hay không. Rồi ok, đây mình để cho các bạn coi nha. Rồi, bây giờ mình thử lại nha các bạn. Rồi, ok, như vậy là máy đã có dòng boost nha các bạn. Rồi, ok các bạn. Rồi, ok các bạn, như vậy là máy đã có dòng boost. À, như vậy nguyên nhân ở cái main K56C này xem này là nó bị hở chip nam nha các bạn. À, sau khi mình hấp lại thì máy đã có dòng boost. Ok, K56CM review 2.0. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn thử vào màn hình xem nó có xuất hình không nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử màn hình nha các bạn.
Đây, đây mình sẽ gắn cái màn hình vào nha các bạn. Rồi, bây giờ mình kích nguồn nghe các bạn. Rồi, máy có dùng code. Rồi, ok, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là máy đã lên hình. Rồi, như vậy nguyên nhân ở cái con K56C em này là nó bị hở chức năng nha các bạn. Sau khi mình đã lắc lại chức năng, hấp lại chức năng thì máy đã xuất hình. Video mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.